kính thưa các đồng chí, nhìn lại 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh Thanh Hóa lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn tự hào phấn khởi bởi Đảng bộ quân sự tỉnh đã kế thừa thành công, thành quả từ những nhiệm kỳ trước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ. Thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy và là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Đưa lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục là một trong khối các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 4 và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, Đảng bộ quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ 13 đề ra. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc và có hiệu quả. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm túc các cái chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, đổi mới phương pháp huấn luyện, phương pháp diễn tập sát với tình hình thực tế và nắm chắc tình hình, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống trên địa bàn có hiệu quả, không để bị động bất ngờ, là lực lượng nòng cốt trong xử lý các cái tình huống về an ninh và cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng vũ trang đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, Thanh Hóa có trên 85% cơ sở xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, 100% cụm hoạt động khá và an toàn làm chủ, không có cơ sở yếu kém. Lực lượng dân quân tuyến biên giới và tuyến biển luôn được kiện toàn, bổ sung, hàng năm tổ chức huấn luyện đầy đủ khoa mục, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế. Đặc biệt luôn tổ chức huấn luyện, diễn tập, làm tốt công tác quản lý, huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo theo nghị định 30/130 của Chính phủ. Sự quan tâm của huyện cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là chấp hành thực hiện tốt cái nghị định 30 của Chính phủ về đăng ký rồi quản lý cái phương tiện của ngư dân, sẵn sàng có thể là ứng phó và thực hiện và huy động được cái tàu thuyền để tham gia. Và trên các phương tiện này thì lãnh đạo huyện cũng trang bị đầy đủ các cái điều kiện để làm sao là cái tình huống xảy ra là có cái phản ứng thông tin kịp thời được trên địa bàn. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 05/CTTU về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai lồng ghép, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Quá trình lãnh đạo thực hiện đã tạo sự chuyển biến tiến bộ, từng bước khắc phục khâu yếu, điểm yếu trong công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ. Bên cạnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị địa phương, tập trung thực hiện tốt phong trào, đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội. Với nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. 5 năm qua, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã làm tốt công tác chính sách sau chiến tranh, hoàn thành chi trả theo quyết định 49 và 62 cho gần 300.000 đối tượng với số tiền trên 600.000 tỷ đồng, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, ủng hộ gần 8 tỷ đồng trên 10.000 ngày công giúp các địa phương trong tỉnh làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trạm xá, trường học. Xác định là đội quân chiến đấu, đội quân công tác trong thời bình, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong trong phòng chống thiên tai dịch bệnh. Điển hình như các trận lũ lịch sử năm 2018 ở các huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát và ở bản Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn hồi tháng 8 năm 2019. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa không ngại hiểm nguy, ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Cơn lũ đi qua, lại cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà ở, trường học, các công trình dân sinh, giúp nhân dân nhanh chóng vơi bớt đau thương, từng bước ổn định cuộc sống. Cơn bão cướp đi tính mạng và tài sản của bà con nhân dân trong thôn bản thì được Đảng, Nhà nước quan tâm. Thì trong đó là đặc biệt là có lực lượng của đội ban chỉ huy quân sự huyện tỉnh lên giúp với bà con nhân dân, thì qua đó thì tôi không biết nói gì hơn, thì xin chân thành cảm ơn là các anh các chú bộ đội và tất cả các tấm lòng nhà nước đã quan tâm. Đặc biệt khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, đe dọa sức khỏe và tính mạng của người dân toàn xã hội, với tinh thần chống dịch như chống giặc, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm cách ly. Nhận thức sâu sắc phòng chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không quản ngày đêm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Tôi rất cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ chiến sĩ, nhân viên phục vụ ở đây luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, tạo môi trường an toàn, thân thiện. Trong sự vững vàng ổn định của thế trận, phải kể đến vai trò vị trí của ngành hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Với việc triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy, những chiến sĩ hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần làm thay đổi diện mạo của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Công tác tài chính, xây dựng cơ bản, xăng dầu, vật chất hậu cần được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc các nguồn kinh phí quốc phòng và địa phương. Với những chủ trương giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 13 đã đề ra. Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì. Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh cùng nhiều danh hiệu cao quý của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, thì cấp ủy, các cấp và lực lượng vũ trang tỉnh cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc
các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, bám sát thực tiễn tình hình của địa phương, của cơ sở, tích cực chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi cái mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung thực hiện một cách đồng bộ các cái giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, kỷ luật kỷ cương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt là phải thực hiện tốt ba khâu đột phá, đó là nâng cao cái chất lượng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ, nhất là lực lượng dân quân biển và dân quân thường trực, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và an toàn quân đội, và nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn diện của các cái tổ chức đảng trọng tâm là cấp chi bộ. Đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đang tiếp tục lập nên những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương trong tình hình mới. 5 năm, một chặng đường ghi đậm dấu ấn và những hình ảnh đẹp về đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Với truyền thống cách mạng, kỷ luật và đồng lòng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cán bộ đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phấn khởi tự hào bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 14 đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.